Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Sáng ngày 20 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa, xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng – Lạng Sơn – Trà Lĩnh – Cao Bằng tại huyện Thạch An. Cùng đi có đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng tại các xóm Tục Ngã, Nà Tục, xã Đức Xuân, tổ dân phố 1 thị trấn Đông Khê, xóm Bản Căm, Độc Lập, xã Lê Lai. Tại các nơi đến kiểm tra, Đoàn cho ý kiến hiệu chỉnh hướng tuyến để đảm bảo hiệu quả về kinh tế thuận lợi cho đầu tư, yêu cầu các địa phương vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền và động nhân dân sớm di rời nhà cửa, đất đai, hoa màu, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, thăm tặng quà các gia đình tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong việc di rời. Đoàn mong muốn các gia đình thuộc diện phải thu hồi đất, hoàn toàn phát huy hơn nữa tinh thần tiền phong gương mẫu, chủ động bố trí sắp xếp công việc hợp lý, sẵn sàng di rời đến nơi ở mới khi được bố trí tái định cư. Các địa phương tiếp tục lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong giải phóng mặt bằng dự án. Qua thống kê, trên địa bàn huyện Thạch An, giai đoạn 1 của dự án đi qua 16 xóm của 5 xã thị trấn, với chiều dài tuyến khoảng 21,63 km, có 713 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng, 87 hộ gia đình thuộc diện tái định cư. Đến nay, huyện đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh, nhận hồ sơ và 371 cọc mốc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Kiểm đếm, lập dự toán bồi thường đất đai, cây cối, hoa màu của 271 hộ trên địa bàn ba xã Đức Xuân, Thụy Hùng và Lê Lai. Qua tuyên truyền giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong vùng dự án cơ bản đồng thuận nhất trí với việc thu hồi đất thực hiện dự án Đến nay, có 59 trên 271 hộ thuộc địa bàn hai xã Thụy Hùng và Đức Xuân đã ký kết bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Huyện đã bàn giao khoảng 5 km mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Thạch An và các đơn vị liên quan, đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đánh giá cao nỗ lực sự vào cuộc quyết liệt của địa phương ngay sau khi tỉnh phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đồng chí yêu cầu thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền vận động giải thích cho người dân hiểu đúng chủ trương quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng cũng như tầm quan trọng của dự án sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đất đai đảm bảo quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân nghiên cứu giả soát lại các quy định để kịp thời sửa đổi nếu chưa phù hợp với thực tiễn tích cực phối hợp với các sở ngành, chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công đáp ứng tiến độ dự án. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh để thực hiện thành công công tác giải phóng mặt bằng rất cần sự vào cuộc tích cực của tất cả các bên liên quan. Đồng chí yêu cầu các sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ có hướng dẫn chi tiết cụ thể về việc thu hồi các thửa đất quốc phòng bị ảnh hưởng bởi dự án nhà đầu tư, nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc triển khai sàn gạt mặt bằng, thi công các vị trí đã bản giao mặt bằng nhằm khích lệ tinh thần của bà con nhân dân đã đồng lòng ủng hộ dự án. Không chối, không Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, đoạn qua huyện Quảng Hòa, chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện dồn toàn tâm, toàn ý, toàn lực, đổi mới, linh hoạt, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phân đấu bàn giao mặt bằng sạch để thi công giai đoạn 1 của dự án theo kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng và gặp gỡ cán bộ chủ chốt người có uy tín tại xóm Nà Dạ, thị trấn Hòa Thuận, xóm Bản Tin, Lũng Tao, Hồng Định 1, xã Hạnh Phúc, Giai đoạn 1, dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh đi qua 12 xóm thuộc 4 xã thị trấn của huyện Quảng Hòa với chiều dài khoảng 19,8 km, diện tích đất thu hồi 125,49 ha với khoảng 680 hộ gia đình cá nhân tổ chức và 85 nhà ở bị ảnh hưởng. Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng quyết định tiến độ triển khai thi công dự án, huyện đã bám sát quy trình trình tự thu hồi đất và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trình tự 13 bước theo đúng quy định. Hiện nay đã kiểm đếm xong 33,87 ha trên 125,49 ha, tương đương 27% diện tích đất thông báo thu hồi. Qua tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức thiết thực hiệu quả, các hộ gia đình cá nhân vùng dự án đã nhất trí thực hiện ký kết bàn giao mặt bằng dự án, sẵn sàng để chủ đầu tư triển khai thi công với diện tích 6,8 ha, chiều dài khoảng 1,2 km, đạt tỷ lệ 5,5% diện tích thu hồi. Tại những địa điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cũng đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân vùng dự án và trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc bố trí tái định cư cho người dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết đảm bảo điều kiện về sinh hoạt ăn ở ở mức tốt nhất. Yêu cầu các đơn vị sau khi thi công hoàn trả lại mặt bằng hệ thống các công trình hạ tầng, kênh mương thủy lợi, mỏ nước, đường dân sinh, đường điện, nhà ở. Đồng chí cũng lưu ý công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư luôn là vấn đề khó nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của người dân do đó công tác giải phóng mặt bằng phải quyết liệt với quyết tâm chính trị cao đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền huyện quảng hòa xác định thời gian cụ thể hoàn thành từng nội dung phần việc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc chế độ báo cáo tập trung bám sát tình hình thực tế kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt làm tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình và khu dân cư đẩy mạnh đối thoại trực tiếp lắng nghe ý kiến kiến nghị về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đặc biệt là những người dân bị thu hồi đất đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ dự án đề ra cấp ủy chính quyền địa phương phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã tặng quà động viên các xóm tiêu biểu, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng tiên phong, gương mẫu, chủ động tuyên truyền và động nhân dân, chấp hành chủ trương thu hồi giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai thi công. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An vừa tổ chức gia quân thu hút cán bộ công chức nhân dân tham gia trồng hoa đào tại tuyến đường tránh án lại xã Nguyễn Huệ. Tại buổi gia quân, các đại biểu và bà con nhân dân đã trồng gần 60 cây đào dọc hai bên tuyến đường tránh xóm án lại xã Nguyễn Huệ với tổng chiều dài khoảng 100 mét. Số hoa đào này được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An kêu gọi các đơn vị, người dân đóng góp sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời gian gần đây, Tiến đường tránh án Lại xã Nguyễn Huệ trở thành địa điểm check-in lý tưởng của đông đảo người dân và du khách. Để đảm bảo tuyến đường hoa phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An đã hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa, chăm sóc và giao cho hội phụ nữ xã Nguyễn Huệ phối hợp với đoàn thể địa phương chăm sóc quản lý đây là hoạt động ý nghĩa một nét đẹp văn hóa của dân tộc mỗi dịp tết đến xuân về xây dựng phong trào phụ nữ và nhân dân cùng chung tay xây dựng các tuyến đường hoa xanh sạch đẹp đảm bảo bền vững an toàn qua đó nhằm thay đổi diện mạo của cảnh quan nơi công cộng và các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện hòa an góp phần tạo điểm nhấn thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 175 qdttg về kế hoạch triển khai thi hành luật căn cước theo quyết định số 175 ttc về kế hoạch triển khai thi hành luật căn cước mục tiêu của kế hoạch này là xác định rõ nội dung thời hạn tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan để đảm bảo triển khai luật căn cước một cách kịp thời đồng bộ thống nhất hiệu lực và hiệu quả nội dung của kế hoạch gồm tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về căn cước tổ chức tập huấn chuyên sâu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến luật căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý căn cước ra soát văn bản quy phạm pháp luật xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật căn cước tổ chức triển khai việc kết nối chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Đồng thời, bảo đảm điều kiện về phương tiện giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh chắc học về mống mắt, ADN, giọng nói, tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử, mở rộng việc kết nối chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, tổ chức kiểm tra, việc thiết hành luật căn cước và văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật trong đó các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành cơ sở dữ liệu khác theo quy định của luật căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành có liên quan bảo đảm an ninh an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân đề xuất các giải pháp về công nghệ đầu tư trang thiết bị nâng cấp hệ thống lưu trữ xử lý để triển khai thu nhận mống mắt tích hợp thông tin vào thẻ căn cước căn cước điện tử và sử dụng khai thác thông tin được tích hợp Kế hoạch này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ trong triển khai luật căn cước trên toàn quốc, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ngành trong quá trình thực hiện. Theo Bộ Công Thương, kết thúc tháng đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Gam màu sáng đã xuất hiện trong lĩnh vực xuất khẩu ngay từ tháng đầu của năm 2024. Chỉ trong tháng 1 năm nay, cả nước đã đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục với con số 66,22 tỷ USD và tiếp tục xuất siêu 2,92 tỷ USD. Đồng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này, không thể không kể đến những mặt hàng nông lâm thủy sản. Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1 năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt 5,14 tỷ USD, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên có được nhờ đóng góp của tất cả các nhóm hàng đều tăng như lâm sản tăng 72,5%, thủy sản tăng 60,8%, nông sản chính tăng tới 93,8% đà tăng trưởng trên có sự đóng góp lớn của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện. Chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 1 ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 56,3% so với tháng trước. Hay các mặt hàng, hàng dệt may cũng tăng 28,6%, da dày các loại cũng tăng 35%. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các hiệp định FTA để đẩy mạnh xuất khẩu thông qua tuyên truyền về quy tắc xuất xứ và cấp giấy chứng nhận xuất xứ, cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội từ các FTA. Đồng thời, tăng cường hoạt động cung cấp thông tin thị trường trên nền tảng số cho địa phương, hiệp hội ngành hàng. Các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật thông tin về giao vận tại khu vực biển đỏ để tránh phát sinh chi phí hay rủi ro hợp đồng. Các doanh nghiệp cho biết các đơn hàng xuất khẩu đã có hết quý 1 năm 2024. Họ sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm mở rộng khách hàng tại các thị trường mới, đi vào các thị trường ngách là cách mà doanh nghiệp đang triển khai. Tính đến thời điểm này, khoảng 20 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 một số địa phương giảm số lượng môn thi so với năm trước, một số địa phương thay đổi phương thức tuyển sinh nhằm hạn chế tiêu cực, đảm bảo khách quan, công bằng cho thí sinh. Năm học 2024-2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của tỉnh Vĩnh Phúc giảm còn 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thay vì 5 môn thi: Toán, Ngữ văn và tổng hợp 3 môn gồm ngoại ngữ như các năm trước đây. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Ninh Bình năm học 2024-2025 có một số thay đổi so với năm trước, giúp giảm áp lực cho học sinh, đó là giảm môn thi, giảm thời gian làm bài và thời gian công bố môn thứ ba sẽ sớm hơn. Năm nay thí sinh dự thi 3 môn toán, ngữ văn và môn thi thứ ba là một trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Từ nhiều năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc tổ chức thi xét tuyển hay kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển vào lớp 10 thuộc quyền chủ động của các địa phương. Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh cũng như quy định môn thi, tính chất thi, hệ số bài thi, điểm cộng. Do đó tại mỗi địa phương, căn cứ vào số lượng học sinh dự thi, số lượng các trường trung học phổ thông trên địa bàn có thể tiếp nhận sẽ có hình thức tuyển sinh khác nhau. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, việc tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Chuyển sang tin quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc cùng cảnh báo số ca tử vong ở trẻ em Gaza có thể tăng mạnh do thiếu thực phẩm, dưỡng chất và dịch bệnh lây lan mạnh. Khoảng 20 tuần kể từ khi xung đột, Hamas Israel bùng phát, vùng lãnh thổ của người Palestine ngày càng khan hiếm thực phẩm và nước uống. Hầu hết trẻ em đều mắc ít nhất một căn bệnh truyền nhiễm. Cảnh báo số ca tử vong vốn có thể tránh được ở trẻ em tại giải Gaza có thể tăng đột biến dù vốn đã ở mức cao, một cách khó chấp nhận. Theo đánh giá chung của các cơ quan bảo vệ trẻ em, an toàn thực phẩm và y tế của Liên Hợp Quốc, ít nhất 90% trẻ em dưới 5 tuổi ở giải Gaza bị một hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm. Đáng chú ý, 70% trẻ em tại đây bị tiêu chảy trong khoảng 2 tuần trước khi bản đánh giá được thực hiện, tức là tăng 23 lần so với cơ sở so sánh của năm 2022 bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.